Cô ơi, cô bán cho cháu 10 cây đi ạ. Cô ơi, cho cháu chịu 5.000 đi ạ. Lên. Gia Bảo. Nhà hai anh nghèo thế, tiền mua xúc xích còn không có, lấy đâu ra tiền mà mua thịt được. Gia Bảo ơi, quay lên ăn tiếp đi. Hai anh ơi, tớ xin lỗi vì mọi lần tớ luôn coi thường cậu, nhưng mà cậu lại không giận tớ, lại còn cho tớ ăn chung nữa. Tớ không giận cậu đâu, vì ở nhà mẹ tớ dặn là phải hòa đồng với các bạn và giúp đỡ các bạn nữa. Xin chào tất cả các bạn, mình là Gia Bảo, thành viên trong hội con nhà giàu, còn đây là đại ca của mình. Gia Bảo, báo cáo tình hình cho chị. Dạ, vâng ạ. Trong lúc chị đang tạo dáng cho Ngầu, bạn Hà Anh cố tình chạy qua để phá đám đấy. Thật là to gan, dám chạy qua mặt chị à? Mà Hà Anh là ai đấy? Bạn đấy mới chuyển vào lớp mình mà. Mới chuyển đến, sao chị không biết? Cô giáo viết bạn đấy ngồi cuối lớp, chị không biết là đúng rồi. Bỏ cái tay ra, nói chuyện với chị mà dám chỉ tay thế à? Tóm lại, đi qua mặt chị là to gan rồi. Gan ở trong bụng, sao chị biết là to? Chị giỏi tí. Giỏi thế nào này? Chị đang bực đây à? Em đang bực thế đây này. Này, nói hơi nhiều rồi đấy. Đúng thế, cái miệng này nói hơi bị nhiều rồi đấy. Gia Bảo, có tin chị không miệng cho khỏi nói luôn không? À, chị đang nói em à? Nói ít thôi biết chưa? Đi gọi con bé Hai đến đây cho chị. Sao chị không bảo sớm? Bạn ấy vào lớp từ bao giờ rồi còn gọi gì nữa? Thế đi vào lớp gọi ai đây cho chị? Nhưng mà em mệt lắm. Nào, có tin mệt không? Dạ, em đi. Đi nhanh lên nào. Cô kéo tôi đi đâu đấy, sắp vào lớp rồi đấy. Cô đứng yên ở đây, chị Khánh Linh rồi, Hai Anh ra rồi này. Thì ra đây là bạn mới á. Cái gì đây? Đây là cặp sách của tớ mà. Đây mà là cặp sách á, mốt mới à? Mốt 2020 rồi chị ạ. Lớp mình toàn nhà giàu thôi, mà tại sao lại lợn bạn này vào đây? Hà Gia Bảo, em làm sao mà biết được? Cái áo kìa, vá xanh vá đỏ, còn đôi dép nữa, trông quê một cục. Em không thấy được bản thất đây. Kệ tớ, liên quan gì đến các cậu? Tất nhiên là liên quan rồi, tự nhiên vào học cùng lớp bọn tớ làm gì? Này, từ lần sau nhìn thấy trường Khánh Linh nhớ cách sạc hai miếng da biết chưa? Sao tớ phải tránh? Vì bọn tớ là hội con nhà giàu, các cậu giàu thì kệ các cậu, tớ không quan tâm. Không được, cậu phải quan tâm. Đây là đường chung của tất cả mọi người mà, không phải là đường của các cậu. Không được, đứng lại, ra bảo sẽ đưa. Tan học rồi mình phải tranh thủ đi bán ít diêm. Ai mua diêm không? Ai mua diêm không? Gia Bảo ơi, nhìn kẹo của chị ngon chưa? Ôi, nhìn kẹo gì ngon thế? Kẹo này á, bố chị mua từ bên Mỹ cho chị đấy, tất nhiên là phải ngon rồi. Nhà chị đúng là giàu thật, cái gì cũng mua bên nước ngoài nhá. Này, chị có muốn ăn không? Em có, cho em một chiếc thôi cũng được. Đi tìm chỗ ngồi ăn đi. Ai kia nhỉ? Gia Bảo, ai kia? Đất rồi, cho em xem. Hình như là cái bạn Hà Anh nhà nghèo đấy chị ạ. Chị không thích cái bạn đó thế nào. Chúng mình để ăn kẹo để cho bạn đấy thích kèm đi. Đi. Nào, một chính ta. Nào, một chính ta. Con này là đâu rồi ba? Con có lấy tranh của tớ đấy. Con tớ thích thì một thanh thôi. Chị ơi, Khánh Linh ơi, bốc kẹo ra ăn đi. Ừ, chị bắt kẹo ra ăn nhá. Nào, chị Khánh Linh cho em một cái này. Cho ra vào một cái này. Ngon quá, kẹo mì của các ngon quá. Gia Bảo ơi, mời mình ăn xem có ngon. Thôi chết, em luôn mất rồi, em không biết có ngon hay không. Chị cho em xin thêm một cái nữa đi. Cái này đắt tiền lắm, ăn dè thôi biết chưa. Vâng ạ, cho thêm một cái nữa này. Đây này, xin. Ui, cái gì đấy, làm chị giật cả mình. Kẹo ngon quá chị ạ. Tất nhiên rồi, chị ăn chị đã biết ngon rồi. Đây, ăn đi. Ngon. Này, cậu thèm quá hay sao mà cứ nhìn mày thế? Không thèm. Gia Bảo, chạy. Các cậu ngồi đâu thì ngồi yên đấy đi, sao cứ chạy theo tớ mãi thế? Tớ cứ thích ăn để cho cậu chết thèm đấy. Cậu nhìn này, kẹo này chỉ có nhà giàu bọn tớ mới được ăn thôi. Các cậu đừng có lúc nào cũng khoe nhà giàu như thế chứ. Đó là tiền của bố mẹ các cậu chứ có phải là của các cậu đâu. Ái chà, kinh nhở. Gia Bảo, đi mua tiếp hai cái xúc xích đến đây cho chị. Vâng ạ. Chị Khánh Linh
Linh ơi, em mua xúc xích rồi này. Đấy, cho ta bảo một cái, bảo chị một cái. Cậu nhìn này, nhà giàu như bọn tớ mới có tiền mua đồ ăn vặt thôi nhá. Còn nhà nghèo như cậu làm gì có tiền. Chỉ là cây xúc xích thôi mà, tớ cũng đi mua. Ta bảo ơi, bọn mình đi theo xem đi. Cô ơi, cô bán cho cháu một cây xúc xích. Đây, cháu chọn đi, 10.000 một cây, cây nào cũng được. 10.000 đó cô. Cháu chỉ có mỗi 5.000 thôi. Hay cô bán cho cháu nửa cây xúc xích đi ạ? Cháu đùa cô à? Bán cho cháu nửa cây, còn nửa cây thì cô bán cho ai? Hay cô cho cháu chịu, mai cháu trả lốt ạ? Cô không biết cháu là ai, không cho chịu được đâu. Thôi đi chỗ khác chơi đi để cô còn bán hàng. Vâng ạ. Oh no. Cô ơi, cô bán cho cháu nửa cây đi ạ. Cô ơi, cho cháu chịu 5.000 đi ạ. Chị có đồ ăn gì không? Sáng nay em chẳng ăn gì cả. Chị có nhiều thứ lắm đây nha. Một cái bánh chuối này ngon. Wow, chưa? Ngon thế. Xúc xích heo cơ bồi nha. Wow. Sức cua này. Wow, ngon thế. Chị có nhiều đồ ăn sáng thế. Chị đúng là con nhà giàu. Ngày nào chị chả có nhiều đồ như thế này. Có lạ gì đâu. Chị đang phát ngán đây này. Chị phát ngán nha. Thế thì để cho em ăn đỡ cho. Được rồi, sáng nay chị cho ăn cùng này. Vâng ạ. Trước tiên chúng mình sẽ ăn cái bánh chuối này trước nha. Vâng. Ta bảo như này, giống quả chuối thật chưa? Mềm chưa? Ngon lắm. Ngon quá. Em, ta bảo ơi, nhìn này. Thời bây giờ ai còn ăn cơm nắn nữa. Ngày nào từ cũng thấy cậu ăn cơm không. Mẹ cậu không đổi món cho cậu à? Nhà hai anh nghèo thế, tiền mua xúc xích còn không có, lấy đâu ra tiền mà mua thịt được. Ra bảo ơi, quay lại ăn tiếp đi. Cho ra bảo một túi sữa này, chị một túi sữa. Bóc ra, uống đi. Vâng ạ. Ngon quá. Ngon ạ. Trời ơi, chị Khánh Linh nhà giàu sướng thật đấy. Toàn đồ ăn ngon. Ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Vâng ạ. Bà lốt rồi. Nhưng chị ơi, con xúc xích nè. Thôi, chị cho một hộp đấy, tí nữa về mà ăn. Em xin. Yeah. Con chào mẹ. Ờ, hai anh đi học về rồi đấy à. Rửa ra rửa chân tay đi, rửa vào ăn cơm con. Vâng ạ. Mẹ gói cho con, sao vẫn còn nguyên thế này, sao con lại không ăn? Con không đói nên không ăn mẹ. Con có biết còn bao nhiêu người không có cơm mà ăn không? Sao con lại bỏ thế này, lãng phí quá. Con xin lỗi mẹ. Alo, cô giáo à? Cô bảo sao cơ? Cháu Hải Anh bị ngất trên lớp ba. Dạ vâng, tôi đến ngay đây. Có sao không? Có con mệt được không? Con đỡ mệt rồi mẹ. Cô giáo bảo với mẹ là tại vì con không ăn sáng cho nên mới bị ngất trên lớp. Mẹ đã gói cơm cho con rồi mà. Mà tại sao con vẫn không ăn hả? Mẹ ơi, ngày nào các bạn cũng gói con vì con ăn cơm lắm. Các bạn chê con nhà nghèo. Con không muốn giò cơm ra vì sợ các bạn lại chê mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ xin lỗi, tại vì nhà mình nghèo quá, mẹ không có tiền để mua những đồ ăn ngon như các bạn cho con được. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa, con hứa từ mai con sẽ ăn sáng đầy đủ, con không quan tâm đến lời nói của các bạn nữa. Đúng rồi, con phải nhớ phải ăn thật no thì mới có sức, con học giỏi nữa. Vâng ạ, con sẽ học thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền nên mai còn nuôi mẹ nữa. Wow, con gái của mẹ ngoan quá. Bây giờ con ngồi nghỉ đi, để mẹ đi nấu cơm, lát nữa hai mẹ con mình ăn nhá. Vâng ạ. Ngon quá. Ơ, chị Khánh Linh đến rồi, chị Khánh Linh rồi. Chị có đồ gì ngon không cho em ăn với? Bố chị bảo từ giờ không cho chị tiền tư bạc nữa. Nên sáng nay chị chẳng có tiền để mua đồ ăn sáng nữa này. Mà ta bảo ơi, em có gì thế em cho chị ăn chung với. Ăn chung á? Không được đâu. Em có mua cái bánh mì bé tí với cái hộp sữa này này. Em ăn còn không đủ đây nữa này. Này, mà hôm có đồ ăn chị đều cho em mà. Tại sao hôm nay em
có đồ ăn em lại không cho chị. Em xấu tính thế. Xấu tính kệ em, từ giờ chị không có đồ ăn nữa, em không chơi với chị nữa đâu. Biết em ích kỷ như thế này á, chị đã không chơi với em ngay từ đầu rồi. Thế thì từ giờ chị đừng chơi với em nữa. Thôi em đi ra chỗ khác được, không chị lại chỉ. Mình đói quá, cái bụng của mình cứ sự ốm ốm như thế này, làm sao mà mình học được. Hải Linh ơi, cậu không ăn cơm cùng tớ không? Cậu cho tớ ăn cùng thật à? Nhưng cơm của tớ chỉ có muối không thôi, cậu có ăn được không? Tớ ăn được mà. Thế thì cậu ngồi xuống đây, hai đứa mình cùng ăn cơm. Yeah. Đây, Hải Linh ăn đi. Cơm ngon thật đấy, tất nhiên rồi, cơm mẹ tớ nấu mà. Hai anh ơi, tớ xin lỗi vì mọi lần tớ luôn coi thường cậu. Nhưng mà cậu lại không giận tớ, lại còn cho tớ ăn chung nữa. Tớ không giận cậu đâu, vì ở nhà mẹ tớ dặn là phải hòa đồng với các bạn và giúp đỡ các bạn nữa. Vậy thì từ giờ hai anh đồng ý làm bạn tớ nhá. Tớ đồng ý. Yeah, ăn tiếp đi. Các em ơi, Minh Khoa TV là kênh mới của Minh Khoa. Các em hãy ủng hộ Minh Khoa bằng cách nhấn vào đăng ký và chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nhé.